Cách nấu ba món chay đông đầy bày mâm cỗ vào ngày rằm Vu Lan. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Món đầu tiên Nhi chia sẻ là món khai vị gỏi đu đủ ngũ sắc. Và như Vu Lan năm ngoái, Nhi cũng chia sẻ mâm cỗ chay chủ đề an nhiên. Như năm ngoái, Nhi nhớ mãi có một món giới thiệu mà mọi người yêu thích và tin tưởng dùng sản phẩm của An Nhiên nhiều lắm, đó là cá cơm hoa chuối kho tiêu chay được làm từ hoa chuối. Cái này có thể lấy ra ăn liền, ăn kèm cơm hoặc là trộn gỏi như Nhi hôm nay sẽ giới thiệu nha. Nguyên liệu Nhi cũng chuẩn bị sẵn luôn. Về đu đủ thì mình sẽ hay trộn đu đủ không hoặc là đu đủ kiểu Thái, nhưng hôm nay Nhi sẽ gọi là đu đủ ngũ sắc, kết hợp đầy đủ các loại rau củ cùng với nhau. Ớt chuông Nhi chọn ớt chuông ba màu với lại dưa leo. Bây giờ Nhi sẽ xay cái phần sốt trộn. Ngoài có một ít ớt sừng đỏ, Nhi thêm một ít ớt chuông đỏ nữa để cái màu sốt nó đậm hơn. Công thức Nhi ghi trên màn hình ha. Sau đó mình chỉ cần xay nhuyễn ra, màu nước sốt rất là đẹp. Tuy màu đỏ rất là đậm nhưng mà không có cay ha. Rau thơm mình sẽ có là rau răm với húng quế. Bây giờ trộn luôn. Như cho đu đủ vào trước nè. Mình sẽ thêm cái phần sốt này để mình bóp cho cái phần đu đủ thấm cái phần gia vị. Sau đó như thêm các loại rau củ khác như là ớt chuông ba màu nè. Với dưa leo thì cả nhà mình sẽ bỏ cái phần ruột nha, để quá trình trộn không có bị ra nước. Trộn sơ rồi như cắt một ít rau thơm nữa. Và với cá cơm hoa chuối kho tiêu chay của nhà An Nhiên á, rất là giòn cho nên như không có trộn chung mà mình sẽ rắc lên trên mặt, điểm lên trên nè. Có một ít rau mầm kết hợp nữa và rắc thêm một ít đậu phộng rang giã nhuyễn. Ăn kèm mình kết hợp bánh đa hoặc là bánh phồng chay. Và cái chén sốt trộn lúc nãy như còn chừa là một miếng để mình làm cái chén chấm nhỏ để kế bên giống như thế này. Đến món thứ hai cũng rất là thú vị, viên chay sốt mè kèm xôi chiên phồng. Ở đây như dùng gà viên chay của nhà An Nhiên. Do đây là tên sản phẩm nên cả nhà thông cảm về cách gọi tên giả mạo nha. Như mua siêu thị về chỉ cần đổ ra, mình ngâm nước đến khi mềm nè, rửa sạch và vắt ráo. Có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau. Như Nhi là sẽ chiên vàng hết từng những cái viên này. Và khi chín nó chuyển sang màu vàng rất là đẹp mắt luôn. Chế biến được rất là nhiều món ăn như là kho tiêu chay, ranh mặn nè, thả lẩu nè, nấu chung với cà ri cũng rất là ngon. Còn như Nhi là kết hợp chung với xôi chiên phồng. Đây là những cái khúc xôi như cắt ra và cũng chiên với dầu nóng. Nó sẽ từ từ phồng lên á, rất là ngon cả nhà. Xong rồi mình để nguội, bây giờ Nhi pha luôn cái chén sốt. Công thức Nhi ghi trên màn hình ha. Gồm có là nước tương nè, một ít tương ớt, thêm một ít tương cà nè, một xíu đường, bột ngũ vị hương, ớt bột Hàn Quốc và thêm nước để pha loãng ra. Sau đó mình khuấy đều lên. Làm nóng chảo như sẽ nấu sôi cái phần sốt này cho đến khi sánh sệt lại, kẹo lại luôn. Như mới thả những cái viên chay lúc nãy vào. Và gà viên chay An Nhiên này cũng rất là dễ thấm sốt, cho nên là cả nhà có thể tắt bếp nè, trộn đều, áo đều bên ngoài rồi mình có thể rắc thêm một ít mè vàng rang nữa. Thơm ơi là thơm luôn. Món này trông rất là hấp dẫn nè và ăn cũng rất là ngon. Kết hợp với xôi chiên phồng lúc nãy, Nhi sẽ cắt ra làm đôi. Cả nhà cũng có thể là cho cái phần nhân vào bên trong, còn như Nhi là sẽ cho lên trên bề mặt. Nếu không có xôi chiên phồng, cả nhà có thể kết hợp với lại xôi lá dứa nè, xôi đậu các loại, xôi hạt sen cũng được. Nhi điểm thêm một vài lát ớt sừng lên trên mặt có màu đỏ xinh hơn. Và hoàn thành xong được món thứ hai. Món thứ ba là một món canh. Với món canh này cũng rất là quen thuộc, canh cải thảo, nhưng mà Nhi sẽ biến tấu cho mới mẻ một xíu. Đây là cà rốt nè, Nhi sẽ sắn ra những bông hoa nhỏ. Và phần nhân, Nhi sẽ có là sườn non chay cũng của An Nhiên luôn. Với sườn non chay thì Nhi giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Mình sẽ mua về ngâm nước cho đến khi nở, vắt ráo nước và chế biến rất là nhiều món ăn. Nhi sẽ xé nhỏ ra và cho vào trong cối xay, kết hợp thêm một ít nấm mèo nè. Và cà rốt lúc nãy Nhi cho vào chung luôn. Sau đó Nhi sẽ đem xay thật nhuyễn. Đổ phần nhân này ra tô như kết hợp với lại một miếng đậu hũ trắng như có trộn sơ qua nước sôi nè. Thêm một ít hạt nêm chay và tiêu xay. Sau đó cả nhà chỉ cần trộn đều lên thôi. Để lát cho dễ cuộn á, như có chia khẩu phần ra từng viên nhỏ nhỏ giống như vậy. Với cải thảo thì cả nhà nấu một nồi nước sôi và mình trộn từng lá ha. Trộn nhanh thôi cả nhà, sau đó mình sẽ lấy ra một cái thau nước lạnh để giữ được cái màu tươi cho cải thảo. Và với cách cuộn dài thì Nhi thấy mọi người cũng hay làm rồi. Hôm nay Nhi sẽ cuộn tròn cho bông cà rốt trước rồi đặt phần nhân. Và bên ngoài Nhi sẽ có một cái màng ni lông nhỏ nữa để mình tạo hình cái viên này tròn trĩnh hơn. Đây thành quả Nhi làm được bao nhiêu đây ha. Bông cà rốt thoát ẩn thoát hiện rất là xinh. Và đây là nấm mèo. Với cái phần nhân còn dư, Nhi sẽ cuộn luôn cả nấm mèo thử. Lát nữa mình cũng sẽ cắt ra và trình bày. Bên ngoài cũng sẽ có một cái màng ni lông để mình bọc lại, bọc kín hết và Nhi đem đi hấp, hấp tầm khoảng 15 phút thôi. Trong lúc đó Nhi sẽ nấu một cái nồi nước dùng. Khi nước đã sôi, Nhi sẽ cho một ít bắp mỹ, một ít nấm rơm, nấu tầm khoảng 15-20 phút. Sau đó thì Nhi mới cho thêm bông cải xanh, bởi vì bông cải mình nấu lâu quá thì nó sẽ bị chín nhừ không ngon. Và nêm gia vị luôn, như có đường nè, hạt nêm chay và một xíu muối.
cả nhà có thể nêm nếm lại một lần nữa theo khẩu vị của gia đình nha. Lúc này thì Nhi sẽ trình bày những cái bông cải cũng như là bắp ra tô trước với những cái viên cải thảo. Nhi lấy cả nhà xem, hấp xong rồi ha, kết dính rất là tốt và trông cũng rất là đẹp nữa. Đặc biệt cái phần nhân bên trong rất là chắc chắn và nặng tay. Nấm mèo cuộn lúc nãy cả nhà cũng có thể là mình cắt ra kết hợp với phần canh, còn Nhi sẽ bày ra một cái chén riêng. Và ba món hôm nay như sử dụng sản phẩm của thực phẩm chay nhà An Nhiên, rất là dễ chế biến, nhanh gọn và phong phú cho bữa cơm chay hoặc là mâm cỗ chay thêm nhanh chóng. Cũng như Nhi nhận tin là An Nhiên Food sẽ tổ chức một chuỗi khuyến mãi lớn nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9. Cả nhà có thể tìm mua ở siêu thị hoặc như là mua online đều được nha.